Đây ít phút, trang chủ Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức đưa ra thông báo về sự chia tay của nhà cầm quân Tan Cheng Hoe sau AFF Cup 2020. Cụ thể, trang Facebook của FAM viết: Hôm nay Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) xin thông báo về việc huấn luyện viên Tan Cheng Hoe vừa quyết định từ chức. Mong muốn này được huấn luyện viên Tan đưa ra trong cuộc họp với FAM sau thất bại của đội tuyển quốc gia Malaysia ở AFF Cup 2020. FAM tôn trọng quyết định của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe và đồng ý với đề nghị này. Qua đây chúng tôi muốn gửi một lời tri ân sâu sắc nhất tới huấn luyện viên Tan Cheng Hoe trong quãng thời gian 14 năm gắn bó với bóng đá Malaysia kể từ khi còn là trợ lý huấn luyện viên ở đội U20 Malaysia năm 2005. Ông đã góp mặt trong thành phần ban huấn luyện đội tuyển U23 Malaysia vô địch Sea Games 2009 cũng như cùng đội tuyển Malaysia lên ngôi ở AFF Cup 2010 trên cương vị là trợ lý cho huấn luyện viên Datuk K. Razaubo trước khi cùng đội tuyển Malaysia về nhì ở AFF Cup 2018. Những cống hiến và đóng góp ấy sẽ mãi được ghi nhờ. và một lần nữa xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến huấn luyện viên Tan Cheng Hoe trên con đường cầm quân của mình đến Singapore dự AFF CUP 2020 với tư cách là đương kim Á quân nhưng đội tuyển Malaysia của huấn luyện viên Tan Cheng đã thi đấu vô cùng thất vọng. Bầy hổ đã phải nhận các trận thua không, ba trước Việt Nam và một đến bốn trước Indonesia, qua đó cay đắng rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng. Thất bại này đã khiến nhà cầm quân sinh năm 1968 gặp phải không ít chỉ trích từ dư luận nước nhà. Trước đó, Ông cũng gây nhiều tranh cãi khi quyết định chỉ mang 24 cái tên thay vì 30 cầu thủ dự AFF Cup như các đội tuyển khác. Như vậy huấn luyện viên Tan Chanh Hoe vừa trở thành nhà cầm quân thứ hai nói lời chia tay đội tuyển ngay sau khi AFF Cup 2020 kết thúc. Trước đó là trường hợp của huấn luyện viên Tatsuma Yoshida của tuyển Singapore sau khi dừng bước ở bán kết. Tuy nhiên sự ra đi của ông Yoshida để lại nhiều tiếc nuối hơn.